Đâu phải lúc nào mình cũng ăn ngoài đâu. Vẫn phải nấu cơm ăn uống ở nhà bình thường. Ở Nhật cái gì cũng đắt đỏ xiền đâu mà ăn hàng miết. Nhưng mà bên đây ăn gì cũng được, miễn còn được ăn là vui rồi. Chứ thôi là đói nhăn răng à. Người chơi hệ lười như mình thì nấu ăn cũng phải hết sức là tối giản. Đỡ bày, đỡ dọn, đỡ rửa đó mà. Đó đó các bạn thấy không, một bữa ăn của mình đơn giản hết sức luôn. Miếng thịt ướp sơ sơ thôi rồi gói giấy bạc nướng. Nhớ bỏ thêm tí hành dưới miếng thịt nướng lên. Vừa thơm nè, vừa có hành ăn nó ngọt ngọt nữa. Cử ăn vậy đó, miếng sườn với một chén cơm nho nhỏ thôi. Ăn vậy để mau đẹp chứ dạo này phì dữ lắm rồi. Tính ra khi mà mình qua đây là thiên thời địa lợi nhân hòa. Không có mấy anh bún miếng cháo phở quyến rũ thì mình thấy mình cũng tiết chế ăn uống lại nhiều. Biết đâu được bây giờ mình là siêu mỡ, tới chừng về mình là siêu mỏng thì sao? Được à ngang. Cử trưa là ăn thịt heo nướng, tới cử chiều thì mình ăn thịt gà nướng. Biết sao không? Tự vì đi cửa hàng tiện lợi cái mình mua được một khay cánh gà giảm giá. Mới nướng xong luôn nè, nhìn cái màu hấp dẫn ghê chưa? Clip thật, hình thật, mình không có chỉnh màu đâu nha. Biết ướp cái gì mà ra cái màu giật gân như vậy không? Để bật mí cho nghe, ướp nước tương Nhật thôi đó, chỉ có mỗi nước tương Nhật thôi. Ăn cái mùi nó cực kỳ thơm luôn. Muốn mà đậm đà hơn nữa thì mình cho xíu đường với lại xíu ớt bột vô. Bảo đảm luôn ăn nhất cây nách. Món này đơn giản, dễ làm mà ăn siêu đỉnh. Mình ngồi mình ăn không vậy luôn, nó không ăn với cơm luôn. Tự vì cũng lâu lắm rồi không ăn cánh gà nướng, nó thèm xỉu. Vị nướng ra nó mặn mặn, cái lớp bên ngoài thì nó dai dai. Nướng kiểu này thì nó không giòn, nhưng mà đựng cái lớp da nó dai dai. Bên trong thịt thì mỏng, nước không có bị khô. Chú, bởi vậy ta nói tự tạo niềm vui ăn uống là hạnh phúc mãi đỉnh mà. Theo dõi để coi tiếp.